Đây là một chiếc máy huyền thoại kinh điển mà đã và Duy Tâm bắt chờ đợi rất lâu được giới thiệu cái máy này. Máy này có tên là gì? Last Pull Down. Chào mừng các bạn đến với THOL Gym Center quận 9, thang máy nhấn số 3 để đến tầng thiên đường Leverage and Float. Đây là một chiếc máy huyền thoại kinh điển mà đã và Duy Tâm đắc chờ đợi rất lâu được giới thiệu cái máy này. Đó là khi mà Duy qua bên Mỹ, Duy đứng giữa bầu trời Texas. Có bầu trời Texas nữa, có cái channel tên bầu trời Texas luôn nha các bạn. Tập cái máy này là Duy xác định là phải mua, phải nhập. Tại vì nó có một cái sự khác biệt rất là rõ rệt so với cái máy này giống như vậy mà nằm bên quận Bình Tân. Nó nằm ở một cái tầm mấy bạn, nó phải dùng mình là nằm ở cái tầm là phải nhập, bỏ ra 70 triệu nhập luôn. Máy này 70 cũ bằng máy bên kia. Máy này có tên là gì? Last Pull Down. Last Pull Down dòng PPL P Performance P Plus L Lot. Lót là gì? À, lót là những cái máy dạng vậy. Nó giống như là lấy vào đập thôi. Nó thuộc cái hệ đó, bạn hiểu không? Nó thuộc cái hệ đó, nhưng mà nó dùng cái chữ khác là lót này nọ kia. Ok, rồi, đây. Tự hào giới thiệu bạn. Cái này kêu là bụi than, mà nó màu dịch ra màu bụi than nha. Nhìn nó xám xám nè. Rờ vô bụi bụi. Rờ vô bụi bụi chứ không phải là rờ vô ra bụi nha. Đó, bụi than. Thì cái máy này không có để chỉnh hết. Chỉ có cái này để chỉnh thôi. Kẹp cái chân mình vô cao hay thấp. Những cái vị trí cốt ở đây rất là êm. Nè, vị trí ở đây rất là êm. Đó là cái, ở một cái đẳng cấp quần túp túp. Nó độc quyền mấy bạn. Nó xịn sò mấy cái vụ mà cái cốt mà lắm. Nè, chốt này rất là an toàn và rất là yên tâm. Và thêm cái nữa, thích nhất cục này của nó này. Nó còn cái giống bên kia nữa. Cái giống bên kia là ngồi quay 360 độ luôn. Nó quay, nó độ phi quay nó ghê lắm bạn. Cái này nó giống như là bạn nhớ cái gì track handle không? Cái track handle là của thằng Pro Performance Plus và của thằng PA Bioart. Thằng này nó giống như track handle. Trời ơi, thích nhất cặp này của nó nè. Cái cặp này của nó free quay làm cho bạn quay cái tay rồi nó thoải mái luôn, muốn quay cái nào vô cơ nhiều góc độ sạc được, ép cũng được, dưỡng cũng được. Nó hay hay chỗ đó. Mấy ngàn lời nói không bằng tác dụng mấy bạn. Các bạn phải vô bạn tập mấy bạn biết được chứ, giờ tôi không biết diễn tả kiểu gì nữa mà tôi chỉ nói bạn câu đó là tôi vô tôi không ghim, tôi tập cái này tôi mua liền nè. Không phải là cái gì của thằng TikTok cũng tốt, tôi nói thẳng luôn. Nó cứ tập tôi vậy đó, không phải là cái gì của TikTok tôi cũng nhập. Bạn thấy có nhập cái dòng đẩy ngực của nó đâu? Đẩy vai không nhập nha. Đẩy vai dưỡng nhập. Bạn thấy có đẩy vai đâu? Đẩy vai con khác rồi, ok. Nó đẩy ngực là con khác rồi, ok. Ngực này không nói, nó có một dòng giống vậy nữa nè. Nó có một dòng giống vậy nữa. Ghế xéo lên vậy nè. Cầm đẩy gì không nhập, tại cái đó nó không có gì đặc biệt hết á, rất thường. Khởi động thấy không, khởi động vậy đúng không? Nó ý gì nói là bạn có thể tập mà một tay hai tay. Rồi giờ là Duy nói những cái có thể tập nè, mà nhìn cái tay của Duy nè, hai cái cầm vậy đúng không, đúng không? Ok chưa? Rồi vậy đúng không? Khác là ba còn vậy đúng không? Nhớ bài chin không, nhớ bài chin up không? Đó, hoặc là hôm giờ không chơi giày, không chơi giày mà chơi xéo xéo giày. Đó, là cái tập quen thuộc của Duy, ok. Hoặc là giày. Nhiều cách lắm. Để trên cái máy này vô vàng cách. Muốn tập gì đó là tập. Rất thông dụng. Rồi, bây giờ mời mấy em lên tạ cho anh đến biểu diễn sức mạnh của Duy Nguyễn trên sức mạnh của cái máy PPL. À, xin lỗi các bạn đã đợi các bạn chờ lâu. Bực mình quá, nó mới xuống la bọn PT xong mấy bạn. Khách khứa vô nùi luôn. Vô họp. Anh xuống nó họp cái cù chỏ nè. 12 giờ trưa nó rảnh đi rồi họp. Giờ khách vô toàn khách mới không à. Không biết. Đó. Người ta vô phòng ta thấy ngon quá, ta xuống tiền, ta mới tập. Ủa máy tập gì vậy? Hồi nãy thấy cô bên kia con gái nhỏ xíu con nè. Tháo cái máy đây ngực bên bển lắm em. Cái máy đó đó. Lấy ra đẩy ngực. Anh lên hỏi, ủa em tập máy này luôn nè. Gu em mặn vậy. Cái nói, ủa em đâu biết tập gì đâu anh. Ủa đây có PT không anh? What? Trời, má hỏi một câu. Má, nó hỏi một câu. Trời ơi, tao đau tim quá. Như trung tâm người ta hả, thằng PT nó ngồi nó sang đó. Nó cà cưa dưa ngỏng nó vào tiền.
Ủa PT nhà mình kéo đi họp. Mấy em thấy không, anh làm chủ anh khổ lắm em. Anh khổ thiệt á, không yên luôn á. Má hôm qua là cả nhiêu nay ăn muối luôn rồi. Sao giờ tao worry quá ta. Có nào với 12 bỏ gì luôn tại? Không dám lắm nha. Trời ơi, sao Duy Nguyễn có thể làm được tất cả, nhưng mà cái quy trình PT của tôi nó còn lỏng lẻo mà nó yêu quá. Ê, trời ơi. Má ơi, một đống cá luôn, tụi bay không biết câu. Trời ơi, đất ơi, lạnh đất. Hôi. Ủa nhẹ te te ta. Nói chung nó nặng quấn chơi hả mấy em chứ. Cái này không quấn nó đau tay, không đau tay mốt nó lủng tay. Khổ vậy chứ. Bình thường tầm vậy là khỏe nhất nè, mà lên video phải bảnh chân ra nó mới đẹp. Nó vậy đó. Anh già lắm rồi. Trời. Nặng. Mày ghê ta. Lên miếng mời. Anh thích rồi đó. Đó là lý do phải mua cái máy này. Mà anh chỉ tiếc rằng Bình Tân quá nhỏ để anh nhập về. Tiếc lắm. Má tái hiện lại hồi xưa có máy này không ta? Hồi xưa cũng không có nữa, máy này mới mua lần đầu luôn á. Chưa máy này. Làm gì hồi xưa dám bỏ tiền ra mua máy xa xỉ. Đúng không mấy bạn, nghĩ coi mấy cái cây sắt khung khung thôi, 7.0 không. Còn xa xỉ thêm máy bên đây nữa nè. Chưa làm biết được. Hey! 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 Yeah! Thay bánh 10 bằng bánh 20, full cây không chốt tạ. Để mình kiểm tra, mình test cái độ êm của máy nó không bị rớt tạ. Mặc dù mệt thì mệt đó, nhưng mà vẫn cứ chơi thôi. Đây là một bài tập khá thích về lưng. Nói chung có nhiều cái bài để tập lưng lắm. Đúng không? Nó nhiều quá. Quá nhiều, mà mỗi bài có một cái trải nghiệm riêng, có một sự thích thú riêng đó, mà chúng ta cùng nhau trải nghiệm và chia sẻ các bạn. Một trong những điều mà Duy Nguyễn tự hào là Duy Nguyễn đi theo triết lý gym phục vụ cuộc sống. Đúng không? Cái body của Duy Nguyễn là nó như bao nhiêu năm mà nó gần như là nó không thay đổi nó. Và cái sức mạnh của Duy nó cũng như vậy nữa. Mặc dù cho dù áp lực công việc xã hội nó trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, thức khuya thức hôm độ này nọ, mình làm những nhiệm vụ cuộc đời, nhiệm vụ quốc tế đồ, game gũng đồ này nọ, nhưng mà vẫn tập khi đến với gym. Sáng giờ Duy Nguyễn chưa học cơm vô bụng. Sáng giờ bây giờ là đồng hồ, giờ không có đeo đồng hồ, khoảng 6 rưỡi có rồi đó bạn. Khoảng 6 giờ rưỡi có rồi đó, mà Duy Nguyễn uống clip lúc 1 giờ rưỡi chiều á. 1 giờ rưỡi, 2 giờ chiều vậy đó. Uống xong rồi cúp điện. Nó, giờ nó mới có điện lại chừng tiếng rưỡi á. Ngồi đó tập luyện. Bởi nhiều khi Duy cảm thấy một cái sự cháy bỏng, một cái gì đó nó bất biến, nó kiên định của Duy á, Duy cũng muốn gửi đến các bạn. Đó. Sống chúng ta nó phải nên là như vậy. Nó có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và nói thật chứ các bạn á, mỗi bên 80kg là một sự thách thức không hề nhỏ đâu các bạn. Không hề nhỏ đâu đó. Nên chúng ta phải cố gắng vượt qua mức tạ trong phòng gym. Cũng là áp lực ngoài cuộc đời. Hai cái đó như nhau thôi, khác nhau về môi trường. Vô! Hai! Ba! 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 Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đến với Thể Hình Online Gym Center quận 9, số 10 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú. Vô gặp Lễ Tân đóng tiền tập, nhấn thang máy số 3 đến đây. Gặp chiếc máy có tên là
PPL lát pull down 70 triệu nếu bạn muốn mua. Xe có định cao nhẹ nhẹ. Cao nhẹ nhẹ các bạn. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Ba